cô giáo thì rất là nhiệt tình luôn, thích á. Lúc đến thì nói chung là không, mình cũng biết cách trang điểm ở nhà thì cũng thường xuyên thế thôi, nhưng mà trong khi thì không biết cách cách đấy là để cho khuôn mặt mình nó vi lai hơn này, mũi cao này, nói chung là nó chỉ biết về sơ sơ chứ không có bài bản gì hết cả. Nhưng mà khi đến đây thì cô giáo chỉ cho tất cả mọi thứ là từng thứ một rất là rõ ràng rõ nét, cho nên là có thể học luôn được cách vẽ mày để làm như nào để phù hợp với khuôn mặt của mình, tạo khối nào để cho mặt nó vi lai hơn. Với mắt thì kẻ mắt ngày xưa thì không biết kẻ mắt đâu, nhưng ở đây thì kẻ mắt thì nó cũng gọi là cũng đẹp đấy. Tuy là khóa học thì cũng chỉ là rất là ngắn thôi, nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là tự tin khi trang điểm đi ra ngoài đấy. Ví dụ như là đi đến một nơi nào đấy là đặc biệt hơn một tí thì cũng có thể là trang điểm để cho mình xinh đẹp hơn, nổi bật hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Bạn cảm thấy dịch vụ bán hàng của bên mình có những cái góp ý không ạ? Về việc góp ý thì chắc là không có đâu, nhưng mà mình cũng có những suy nghĩ riêng để nói, tức là khi mà mình cũng chưa mua hàng ở shop của mình đâu, nhưng mà chỉ đến để trang điểm thôi, nhưng mà cũng cảm thấy là mỗi bạn đến trang điểm thôi không mua hàng mà cũng được mọi người, các chị chuyên gia soi da và phân tích da của mình là thuộc loại da gì. Thì mình ở nhà thì không hợp biết, không biết được là da mình là cái da gì hết, nhưng mà đến đây thì cũng có thể soi da từng chỗ một luôn, là chỗ nào có mụn này, bọc mụn nó như thế nào, vì sao mà mình có mụn, xảy ra những điều như thế đó, và cũng dạy cách là để mình chăm sóc da mặt của mình nó tốt hơn đó. Và cũng là một phần nữa là đến với shop thì mình cũng không biết là các khách hàng khác như thế nào, nhưng mà đối với riêng mình thì mình cảm thấy là khi đến với nơi này thì rất là tin tưởng, chắc chắn. Nhìn qua vậy là cũng biết là chắc chắn là đây là cũng là toàn, nói chung là toàn hàng thật, không như các shop khác. Và đặc biệt hơn như thế nữa là còn có một chỗ để trưng bày sản phẩm riêng, hàng giả đấy, sang trưng bày hàng giả riêng để mà phân biệt được. Nói chung là rất là thích, và mình sẽ đến đây dài dài và làm phiền mọi người đấy.